Như các bạn, khi nghe đến hai từ tinh thể thì các bạn sẽ liên tưởng đến gì nè? Thường khi nhắc đến tinh thể, có phải các bạn sẽ nghe đến các viên đá quý như kim cương, thạch anh hay ngọc bảo đúng không? Một phần đúng là như vậy. Tuy nhiên, tinh thể là những thứ rất đơn giản, có mặt ở trong xung quanh chúng ta. Chẳng hạn như là muối ăn, đường, nước đá, bông tuyết, hay thậm chí là ADN trong cơ thể chúng ta cũng được coi là tinh thể đó nha. Các bạn sẽ bất ngờ đấy. Hầu hết 99% chất rắn hiện diện trên bề mặt trái đất là ở trạng thái tinh thể. Và bây giờ, các bạn hãy sẵn sàng cùng mình bước vào khám phá thế giới tinh thể thôi. Tinh thể cơ bản được chia ra làm hai loại là tinh thể tự nhiên và tinh thể nhân tạo. Đầu tiên, chúng ta hãy nói đến tinh thể tự nhiên trước nha. Tinh thể tự nhiên được hình thành thông qua các quá trình trong tự nhiên, ví dụ như quá trình nguội của magma nóng chảy, quá trình hình thành thạch nhũ, khoáng chất, đá quý thường được tìm thấy sâu dưới lòng đất, dưới áp suất và nhiệt độ cao như thạch anh tím, kim cương. Tinh thể nhân tạo là những tinh thể được tạo ra từ con người chúng ta. Các bạn cũng có thể tự tạo ra cho mình những viên tinh thể lấp lánh đó. Dù là tinh thể tự nhiên hay nhân tạo, thì để hình thành được tinh thể đều phải trải qua quá trình kết tinh. Vậy tinh thể hấp dẫn các bạn ở những điểm nào vậy ta? Đối với mình đặc biệt ấn tượng với độ trong suốt của chúng như phèn chua, thạch anh, anasin. Ngược lại, các loại khoáng vật như stromanite cũng có những điểm thú vị riêng của nó. Tinh thể có rất nhiều màu sắc như xanh lam, teal SO4, hồng, MnSO4, vàng, cam, đỏ, xanh lục, hay thậm chí là cả màu tím như vàng chrome. Giới thiệu với các bạn một loại tinh thể mà tụi mình cực kỳ tâm đắc, đó chính là tinh thể bismuth. Đố các bạn, đây là tinh thể tự nhiên hay nhân tạo nè? Wow, các bạn thấy đó, tinh thể thật thú vị đúng không nào? Các bạn hãy comment cho tụi mình biết các bạn thích tinh thể nào nhất nha. Còn bây giờ thì hãy like, share và subscribe để theo dõi những video siêu hấp dẫn của tụi mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.